bao nhiêu năm? Vậy được rồi. Rồi, Alleluia, xin một con lạc lên lần. Chúa ban ta là ánh sáng thế gian, ai theo ta sẽ nhận được ánh sáng. Trong nhà thờ chứng tòa giáo phận Thái Bình. Thầy đang tập hát cho sáng nay lễ cho Thánh Đa Minh và công cuộc loan báo tin mừng của giáo phận Thái Bình tại nhà thờ chính tòa Thái Bình ngày 8 tháng 8 năm 2024.